Tôi bảo với cô ấy là ai ăn sau cùng sẽ phải trả tiền. Khi nghe được câu ấy thì cô đã cầm dĩa lên ăn tới tấp. Còn mình thì biết đường nào cũng phải trả nên cứ từ từ ăn. Cô đã ăn xong còn cười tôi bảo hôm nay em thắng rồi nhé. Thấy vậy tôi cũng cười lên và gọi phục bảo gọi thêm một món ngon hơn. Thấy đã nhếch môi nhưng vẫn không ăn cũng sợ phải trả tiền, tôi ăn gần hết dĩa thì trừ lại đúng một miếng bảo em cùng ăn đi. Khi cô ấy vừa gắp miếng đó vào miệng mình đã đặt đũa xuống bảo anh ăn xong rồi làm cô đứng hình mất mấy giây. Đứng dậy đi về cho cô ngồi đấy trả tiền nhưng không sao, mình có để lại một cái túi gấm giúp giải qua nguy kịch cho cô. Đi ra ngoài xem thì cô đã mở ra để xem thực ra đó là hóa đơn bữa ăn hôm nay. Thôi anh về trước nhé, có gì hôm khác gặp.